Xin chào các bạn. Chúng ta đã biết rằng là mỗi một doanh nghiệp của chúng ta thì luôn luôn đặt cái nhiệm vụ bán hàng lên được ưu tiên trên phần đa ở tại các doanh nghiệp. Và chúng tôi nhận thấy rằng là rất là nhiều những bạn đang tham gia vào nghề bán hàng, tham gia vào cái công việc này một cách nó rất là đơn giản. Chúng ta chỉ hiểu một cách cơ bản là chúng ta bán một cái sản phẩm cho một khách hàng nào đó để chúng ta thu về một khoản doanh thu, trên đó nó có những cái giá trị, có những cái lợi nhuận khác nhau. Thế nhưng mà chúng tôi cho rằng là với một cách thức hiểu đơn giản như vậy thì chúng ta chưa thực sự nắm bắt và chưa thực sự là khai thác được hết những cái giá trị tối đa của cái lĩnh vực này, của cái nghề bán hàng. Và nghề bán hàng là một trong những cái nghề mà được coi là nghề được ra đời sớm nhất trên từ cổ xưa đến giờ. Và hôm nay thì chúng tôi sẽ giới thiệu với cả các bạn về một quy trình bán hàng 6 bước mà nó sẽ giúp cho các bạn từ một nhân viên bán hàng từ vị trí zero chúng ta có thể lên một vị trí ngôi sao trong một tổ chức. Và cái bước này, 6 bước này là chúng tôi tin rằng là các bạn hoàn toàn có thể làm được và hoàn toàn có thể áp dụng được nếu như chúng ta thực sự hướng tâm vào việc mà chúng ta sẽ rèn luyện 6 cái bước này, nó trở thành thói quen, chứ nó không phải trở thành 6 bước nữa mà nó trở thành thói quen và trở thành một cái phong cách của các bạn, thì nó sẽ giúp cho các bạn sẽ trở thành những nhân viên bán hàng mà tuyệt vời trong mỗi một tổ chức. Ở cái bước đầu tiên, đó là bước mà chúng ta hãy luôn luôn phải nhớ rằng là chúng ta cần phải chào hỏi và thiết lập mối quan hệ với bất kỳ một khách hàng nào mà chúng ta đang giao dịch. Và thậm chí là chúng ta hãy luôn nhớ rằng chúng ta cần phải chào hỏi và thiết lập mối quan hệ với bất kỳ một ai mà chúng ta đang gặp. Vì chúng ta không thể chắc rằng hôm nay chúng ta gặp họ nhưng ngày mai họ sẽ trở thành những khách hàng tiềm năng, hoặc thậm chí bạn bè, người thân của họ sẽ trở thành những khách hàng tiềm năng của chúng ta. Ở bước số 2 là chúng ta hãy cố gắng làm thế nào để chúng ta lắng nghe những khách hàng của chúng ta, đặt nhiều câu hỏi với khách hàng của chúng ta thay vì chúng ta nói. Vì chúng ta càng nghe nhiều, chúng ta càng đặt nhiều câu hỏi thì chúng ta sẽ càng hiểu được khách hàng. Và khi chúng ta hiểu được khách hàng thì lúc này chúng ta mới có thể giúp được khách hàng. Và chúng ta thấy rằng là cái bước số 2, chúng tôi cho rằng đây là bước mà để chúng ta phân biệt giữa một nhân viên mới vào nghề với cả một nhân viên bán hàng chuyên nghiệp. Vì chúng ta chỉ có thể hiểu được khách hàng, sau đó chúng ta mang đến những giá trị, mang đến những giải pháp, thì lúc đó chúng ta mới thực sự trở thành những chuyên viên bán hàng. Và lúc này khi chúng ta đã hiểu khách hàng thì ở bước số 3, lúc này chúng ta mới được phép trình diễn, chúng ta mới được phép tư vấn cho các khách hàng về các sản phẩm, về những dịch vụ, về những thế mạnh mà doanh nghiệp và sản phẩm, dịch vụ của chúng ta đang có. Và kết thúc bước số 3 thì chúng ta sẽ sang bước số 4, đó là bước chốt sale. Ở bước này chúng tôi được nghe rất là nhiều những sự chia sẻ từ những bạn về nhân viên bán hàng. Các bạn luôn nói rằng, phần đa các bạn đều nói rằng cái bước chốt sale là bước khó nhất trong cái việc mà chúng ta muốn bán một sản phẩm. Thì ở cái bước này chúng tôi lại cho rằng đây là bước vô cùng dễ, bước dễ nhất trong 6 bước. Vậy nếu như mà các bạn đã có được một cái sự thân thiện với khách hàng ở bước số 1, các bạn đã rất hiểu về khách hàng của chúng ta ở bước số 2, và các bạn đang thực sự là những nhà mà trình diễn về cái sản phẩm của các bạn, về cái dịch vụ của các bạn ở bước số 3, thì chúng ta hoàn toàn có thể chốt được sale trong nháy mắt. Và chúng ta thấy rằng bước chốt sale nó không còn khó khăn nữa, mà nó thực sự trở thành một cái bước để đánh dấu một cái mốc rằng tôi và khách hàng đã thiết lập một cái giao dịch với nhau. Tuy nhiên là nếu như chúng ta chỉ dừng lại ở việc bán hàng trong một lần với khách hàng thì chúng ta sẽ không thể thể hiện được hết cái năng lực và những cái yếu tố, những cái cơ hội của sản phẩm dịch vụ của công ty chúng ta và giá trị của chúng ta mang lại cho khách hàng. Mà bước số 5 đó là bước mà chúng tôi đánh giá đây là bước để phân biệt giữa một nhân viên bán hàng chuyên nghiệp với cả một nhân viên bán hàng đỉnh cao. Đó là bước adding on. Chúng ta làm thế nào để chúng ta bán thêm, gia tăng thêm những cái sản phẩm dịch vụ cho khách hàng, dựa trên những cái sản phẩm dịch vụ mà khách hàng họ đã lựa chọn, thậm chí là những cái sản phẩm dịch vụ mà khách hàng họ đang chưa từng biết, hoặc họ đang có nung nấu trong lòng nhưng họ lại chưa được khơi gợi ra. Thì cái bước này nó sẽ giúp cho doanh số của các bạn sẽ tự động tăng lên, không chỉ phụ thuộc vào một cái sản phẩm mà chúng ta đang chỉ tập trung vào nó, mà chúng ta sẽ bán thêm rất nhiều những sản phẩm khác xoay quanh cái hệ sinh thái cho một khách hàng của chúng ta. Và bước cuối cùng có lẽ là luôn là một bước mà chúng ta hãy cố gắng rèn luyện, nó trở thành một cái thói quen của chúng ta, là chúng ta luôn luôn nói lời cảm ơn với bất kỳ một khách hàng nào của chúng ta, nói lời cảm ơn với tất cả những người xung quanh đang giúp đỡ chúng ta. Vì chỉ có một lời cảm ơn nó sẽ giúp cho chúng ta không phải chỉ dừng lại ở câu chuyện bán hàng nữa, mà nó còn tạo ra một cái phong cách, một cái lối sống giúp cho các bạn định hình cá nhân mình trong xã hội, và nó giúp cho các bạn mở ra những cái cơ hội mới trong cuộc sống. Trên đây là 6 cái bước trong quy trình bán hàng đỉnh cao chúng tôi muốn giới thiệu đến các bạn. Hy vọng là nó sẽ giúp cho các bạn có được những cái góc nhìn mới về nghề bán hàng, giúp cho các bạn cũng có những cái cơ hội mới trong việc tiếp cận khách hàng. Chúc các bạn ngày mai sẽ tăng trưởng doanh số. Xin trân trọng cảm ơn.